dàn mỹ nhân Việt hóa gái quê, hỡi Helia chuyển nạn hậu bình dân. Dạ, chào các anh chị. Đây em đang bận đi chăn bò. Hot TikToker Việt Phương Thoa quất bộ đồ hồng chấm bi. Vui lắm anh ơi, lòng em rộn ràng như mùa xuân, quê hương tươi vui chảy hồ. Hỡi Helia. Hỡi Helia nổi tiếng là nàng hậu bình dân nhất nhì showbiz Việt bởi lối ăn mặc đơn giản. Khi livestream khoe vườn trâu nhà mình, người đẹp diện chiếc áo thun phơm rộng màu vàng nhạt kết hợp quần thun trắng kem, khác với hình ảnh lung linh tại những sự kiện hay các buổi chụp ảnh chuyên nghiệp. Phiên bản hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017 khi ở nhà lại vô cùng mộc mạc. Đây cũng là điểm khiến cho cô chiếm được thiện cảm của người hâm mộ trong nước cũng như quốc tế. Trong dịp nghỉ lễ, Hỡi Helia đã trở về quê nhà Đắk Lắk để thăm người thân. Tại đây cô không quên cập nhật các khoảnh khắc hóa người nông dân của mình trên trang cá nhân. Thay vì diện những thiết kế chặt chém trên thảm đỏ, nàng hậu lại gây ấn tượng khi diện những bộ đồ giản dị, không giấu nhẹm. Mỹ nhân sinh năm 1992 thoải mái cho công chúng thấy những khung ảnh đơn giản nhất của mình. Việt Phương Thoa, TikToker Nguyễn Việt Phương Thoa cũng gây chú ý khi khoe khoảnh khắc về quê của mình. Trong khung ảnh, người đẹp 9X diện đồ bộ mặc ở nhà và đội nón lá, hình ảnh đời thường khác xa với những màn lộng lẫy váy áo trên thảm đỏ của cô, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ công chúng. Hình ảnh ăn diện đơn giản của Việt Phương Thoa cũng phần nào khiến cư dân mạng cảm thấy lạ lẫm. Khi tham gia chương trình hay dự những sự kiện, cô nàng sinh năm 1999 luôn xuất hiện với hình ảnh xinh đẹp và chỉnh chu nhất. Hương Giang. Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 Hương Giang từng chia sẻ hình ảnh chụp cùng bố mẹ tại quê nhà. Theo đó, cô diện áo hoodie có họa tiết hình gấu đáng yêu cùng quần thể thao, giọng ca anh đang ở đâu đấy anh, búi tóc đơn giản, make up nhẹ nhàng nhưng vẫn phô diễn được diện mạo xinh đẹp như thường lệ. Trang phục ở nhà tuy đời thường nhưng biểu cảm tươi tắn rạng rỡ của người đẹp và phụ huynh lại khiến fan suýt xoa không ngớt. Kỳ Duyên. Hoa hậu Kỳ Duyên tranh thủ ghi lại nhiều khoảnh khắc khi được trở về nhà. Vì có thời tiết lạnh, người đẹp không quên mặc áo ấm chất tweed kết hợp áo len tay dài và quần jean ống rộng. Mỹ nhân gốc Nam Định đốn tim cư dân mạng nhờ diện mạo xinh đẹp và gu thời trang giản đơn tươi sáng. Thường xuyên diện các bộ cánh cắt xẻ và khoe body thời gian qua, nhưng khi về nhà, mỹ nhân sinh năm 1996 lại chuộng đồ đơn giản kín đáo nhưng không kém phần trẻ trung. Đỗ Thị Hà, Tiểu Vi, Kiều Loan. Tiểu Vi, Đỗ Thị Hà, Kiều Loan đều là những nàng hậu chịu gác lại hình ảnh lộng lẫy của mình khi công khai hình ảnh giản dị tại quê nhà. Dù xuất hiện với trang phục bình dân và gương mặt ít son phấn, dàn mỹ nhân vẫn thành công chiếm cảm tình của công chúng bởi sự rạng rỡ, tràn đầy năng lượng. Á hậu Kiều Loan ghi lại khoảnh khắc cực hài hước khiến cộng đồng mạng phấn khích. Theo đó, cô chia sẻ hình ảnh đang mặc áo khoác thể thao và quần thun đơn giản, tạo dáng nhí nhố trên xe máy. Tuy bịt khẩu trang không thấy rõ mặt, nhưng nàng hậu vẫn ghi điểm nhờ sự nhắn nhít tươi tắn của mình. Đỗ Thị Hà cũng là một trong những nàng hậu chăm chia sẻ các hoạt động thường nhật của mình trên trang cá nhân. Theo đó, khi về đến Thanh Hóa, cô đã tranh thủ thả dáng với mọi góc trong ngôi nhà thân quen của mình. Tại đây, nàng hậu diện nguyên cây đen cá tính, xõa tóc thẳng tự nhiên và pose dáng tự tin trước ống kính. Trong những lần về quê, đa phần các mỹ nhân Việt đều lột xác hình ảnh trong mắt công chúng. Theo đó, những người đẹp Vbiz chuộng lan xê những thiết kế rộng thoải mái, thuận tiện cho việc hoạt động nhiều. Ngoài ra, son phấn cũng trở thành vật phẩm không cần thiết đối với dàn sao khi ở nhà. Dù không sang chảnh như trên sân khấu, song các hình ảnh bình dị này giúp họ đến gần hơn với công chúng. Ngoài ra, dàn sao cũng góp phần cho công chúng thấy một khía cạnh khác của người nghệ sĩ. Nếu bạn cần tìm kiếm dữ liệu phim và đọc review bình luận, thì Thư Viện Phim Đan Wiki chắc chắn là nơi dành cho bạn.